Xin chào toàn thể anh em yêu thích hoa hồng. Hôm nay mình sẽ cùng anh em bón cho hoa hồng bằng một cái loại phân rất là đặc biệt. Đó là cá. Đây anh em nhìn này. Ở đây mình có hai con cá. Nó bị chết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bón vào gốc hồng. Tuy nhiên là bón cá vào gốc hồng thì nó phải có quy trình. Chứ anh em cứ bón chôn vào xong nó thối, nó có mùi. Hoặc là nó bây giờ mình sẽ tiến hành bón vào gốc hồng. Tuy nhiên là bón cá vào gốc hồng thì nó phải có quy trình. Chứ anh em cứ bón chôn vào xong nó thối, nó có mùi. Hoặc là nó bị ô nhiễm, nó có ruồi bọ, thì đến lúc đấy là nó không hiệu quả. Chính vì vậy bây giờ là mình phải chuẩn bị một ít vôi bột nha anh em nhé. Vôi bột này. Chúng ta tiến hành nhé. Ta đào lỗ lên. Đào một cái lỗ sâu khoảng độ 20 đến 30 cm. Anh em thế này rác một ít vôi bột vào. Đó. Chúng ta cho cái con cá này vào. Có rất nhiều loại cá tạp như cá rô phi hoặc là những cái loại cá tạp. Anh em có thể cho vào chôn vào gốc hồng. Ta đổ một ít vôi vào. Ta đổ ít vôi vào. Đây chúng ta hãy lấp kín cái con cá vào nhé. Anh em phủ một tí vôi bột lên. Vôi bột nó có tính năng tác dụng khử trùng rất là hiệu quả. Rồi chúng ta lấp kín vào. Đây, mình chỉ bón bằng những con cá thôi mà anh em thấy hoa nó phát triển mạnh không? Hoa to. Đây là gốc hồng đào. Đây. Những gốc hồng mà mình bón bằng những cái con cá hoặc là những cái nải chuối chín. Đây chị em nhìn, đây là cái cây đào cổ. Cái này hôm mình đã làm một cái clip chôn cái con cá dọn bẻ đây. Chị em nhìn thấy hoa nó kinh khủng không? Đó, quay tứ diện cho chị em nhìn. Đó là cây đào cổ. Hoa khủng khiếp không? Bên cạnh đó là một cái cây Sapa. Đây. Cây Sapa cũng khoe sắc không kém. Tầm này thì nó hơi tối cho nên là mình quay này nó cũng không được nét lắm. Tuy nhiên là chị em cũng nhìn thấy cái vẻ đẹp của cây Sapa. Hoa Sapa mùa này thì nó có cái màu rất thẫm, rất đẹp. Chị em lưu ý nhé, chúng ta nên chuẩn bị một ít vôi bột để chúng ta đổ vào. Vôi bột nó có tính năng diệt khuẩn cực tốt, nó sẽ giảm cái mùi hôi khi mà chúng ta chôn những cái con vật sống, ví dụ như cái con cá như vừa rồi. Và khi chôn xuống như thế này thì anh em chị em nên lấp kín, lấp thật kín vào. Có một vấn đề rất lớn, hôm nọ mình xem trên hội cũng có một chị mua một cái cây hồng và trồng và bị gà hoặc là những cái con chó cún nó bới, bởi vì đất mới. Cái giống gà hoặc chó nó thấy lạ là nó hay vào nó bới. Nhất là khi mà chôn những cái con vật này nó sẽ có mùi. Ít nhiều nó vẫn có mùi, kể cả chôn sâu. Thì gây sự tò mò cho những cái con cún. Những cái con cún nó rất là thính. Đây là một cái bí quyết. Đây. Chị em hãy dùng những cái viên gạch như thế này. Hoặc là gạch xây nhà cũng được. Chị em đậy thật kín. Đó. Đậy thật kín như này. Đó. Đây thật kín thì cái con cún nhà mình nó không vào đây nó mới, hoặc con gà nó thấy đất mới nó không vào nó mới. Đó là một cái bí quyết. Lấy cái gạch xây hoặc là cái miếng gì đấy đậy thật kín vào. Sau khoảng độ 1-2 tuần thì nó khi mà cái con cá nó thối nó tan ra thì sẽ bỏ cái miếng gạch này ra được. Xin cảm ơn chị em đã ghé thăm kênh Hoa Vườn Nhà. Nếu chị em thấy clip này hữu ích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hoa Vườn Nhà nhé.